А, добрый день, как у вас дела? Хорошо, спасибо. Хорошо, хорошо. Ты hàng ngày nhà làm gì nào? Что делаешь? Lại ra vườn trồng cây hả? Đấy. Chuẩn bị mua đồ rồi đi nghe mẹ ơi. À thế hả? Thế thích quá. Thế bao giờ định đi đây? À, trước khi vào bài mới là học về cách nói chính chất, chúng ta sẽ cùng nhau hỏi đáp về bài cũ một chút nhé. À đó, à, chúng ta hôm trước chúng ta đã học về cái bài này rồi đấy, à có phải không? À, tá khá là xấu. Bây giờ thầy sẽ hỏi em nào. Какой город Петербург? Какой город? No, какой город? Город. Он, какой? Он Он я. большой Он и большой красивый, да? и красивый. А, да. А, он большой и красивый. Какой город? Он большой и красивый, да? А, хорошо. Он старый? Он старый? Он не очень Нет, он старый. не очень старый, да? А какие проспекты есть здесь? Какие проспекты есть здесь? Какие проспекты есть здесь? Ở đây có những cái đại lộ nào? No. À. À, здесь есть, trả лời, здесь есть новые проспекты. Новые проспекты, да? Ở đây có những đại lộ mới này. À, những cái câu này nghe tưởng chừng nó vô nghĩa đối với chúng ta đấy. Nhưng mà nếu mà em nói nhiều, em nghe nhiều, em nói nhiều thì nó sẽ trở thành cái thói quen nói tiếng Nga, nó quen đi. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. À, здесь есть новые проспекты. À, đúng nào. À, какие улицы здесь есть? Какие улицы здесь есть? Ở đây có những cái đường phố nào? Nó. Старые, да, здесь есть старые узкие улицы, да? Здесь есть старые улицы, узкие улицы, да? Хорошо. Какая улица главная? Невский, а, главная улица Невский проспект, да? Главная улица Невский проспект, хорошо. А какой он Невский проспект? Он длинный и широкий. Он длинный и широкий, хорошо. Интересно. А какие музеи вы знаете? Какие музеи вы знаете? Какие музеи вы знаете? À, câu hỏi này có nghĩa là gì? Какие музеи? À, bạn biết về những cái viện bảo tàng nào? Trả lời là я знаю. À, Я đó. знаю. Эрмитаж, Русский музей и так далее, да? Казанский собор. À, đó, đúng rồi. Chúng ta trả lời như vậy. Я знаю, đấy. À, đó. À, хорошо. À, Петербург, зеленый город. Зеленый город? Нет, он не зеленый. А, он не зеленый город, хорошо. А какие сады и парки вы знаете? Какие сады и парки? Я знаю летний сад Марусового поля. Да, я знаю летний сад и Марсовое поле. Да, я знаю летний сад и Марсовое поле. А, хорошо. Хорошо. А, так, какие туристы часто гуляют здесь? Здесь часто гуляют Российские. российские и иностранные Иностранные туристы. туристы, да? Здесь часто гуляют российские и иностранные туристы. Thế về nguyên tắc thì em cũng biết trả lời rồi, đấy. Em hiểu thế nào là cần phải trả lời. À, nhưng mà do là em không ôn lại bài cho nên là em không phản ứng được, đấy. À đó. À, cái phản ứng là gì? Phản ứng tức là gì? Mình nhắc lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành phản ứng. Thế có gì đâu, đấy.
Đó, nếu mà mình nhắc lại nó nhiều lần thì là chúng ta sẽ có sẵn cái đó ở trong đầu rồi, chúng ta sẽ có thể nói được ngay đấy. À thế vừa rồi là thì tôi hỏi em là gì, các ký ấy, các cối, các cái đấy, nó là cái gì vậy đấy, à nó là cái gì, à đó là cái câu hỏi về tính chất ở trong tiếng Nga đấy. À đây này, giáo hỏi này, cả cối đồm, cả cái машина, какое кресло, какие машины đấy, à đúng chưa đấy. À đó thì vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là gì, các cuối đồm, các cuối đồm, trả lời nối với bàn suối đồm, xí nhí đồm, à chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà đây đấy, các cuối đồm đấy, à đúng không nào, các cuối tớ đồm, à ấy tớ nối với ấy tớ bàn suối ấy tớ xí nhí đồm, à đúng không, à đó. Thế bây giờ nhìn thấy cái ô tô chúng ta hỏi cả cái tớ machine này, ô tô nào đây, ô tô như thế nào đây, à eternova vậy đấy, eter bằng sai à, vậy thì si nhảy à, machine đấy, à đúng chưa, tác хорошо. Thì chúng ta sẽ câu câu hỏi какое кресло, đây là кресло, кресло là một cái ghế bành đấy, chúng ta gọi là một cái ghế bành, какое кресло это новое, это большое, это синее кресло đấy, à đúng chưa, tác vụt đấy. À tiếp theo nào, chúng ta sẽ có câu hỏi là nhìn thấy hai cái ô tô chúng ta hỏi какие это машины, tức là số nhiều, какие это машины, какие это машины đấy, à это новые, это большие, и это синие машины đấy, à đó. Như vậy chúng ta thấy đó là gì nào, à hóa ra câu hỏi các cối nó có thể biến đổi theo giống, là giống đực này, các cối đồm, đồm là danh từ giống đực, cacaya đi với danh từ giống cái đấy, cacay machina à đấy, cacoye là đi với danh từ giống chung, cacoy kriesla à đúng chưa, và cacie machine đúng chưa đấy, à đó. Như vậy đến đây chúng ta thấy đó là cái cách mà người ta sử dụng cái câu hỏi để người ta hỏi về tính chất của một cái sự vật, một cái hiện tượng nào đó đấy, à đúng không. Thế khi trả lời thì chúng ta sẽ dùng tính từ để trả lời. Tính từ là gì? À, tính từ nối với, tính từ bắn sôi, tính từ xì nhỉ. À, thế như vậy đó là cái cách nói tính chất. Vậy thì thế nào gọi là cách nói tính chất? À, đó là câu hỏi về tính chất của sự vật hiện tượng. Mà khi muốn trả lời thì chúng ta sẽ phải dùng một cái loại từ loại gọi là tính từ. Cái tính từ này có cái đuôi như thế nào? Có cái cách gì để nhận 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 biết nó? À, tính từ. À, tính từ nó có đuôi ơi, đuôi ôi và đuôi y đấy, à có phải chưa đấy, đó thế vì thì hóa ra đó đó là cách nói về tính chất, là dùng tính từ để trả lời đấy. À thế cho nên ở đây chúng ta mới nhìn thấy là người ta hỏi này, à đấy Petersburg большой город, à chúng ta trả lời sao, Petersburg большой город, chúng ta trả lời thế nào, câu một chúng ta trả lời sao nào, à nó có một chúng ta trả lời sao nào, à Petersburg большой город, à chúng ta sẽ trả lời nào, đấy đấy đá đá, nếu mà Petersburg là danh từ giống gì, giống đực đấy, có phải không đấy, chúng ta trả lời sao, đá đấy, ôi xin lỗi, tạc, chúng ta trả lời tạc đá, à có phải không, à, tạc đá ôn, giống được nó là ôn bon sỏi đấy, ôn bon sỏi gỗ rồi đấy, à, đấy đúng chưa. À, câu hai nào, ôn красивый, ôn красивый, trả lời sao, đá ôn красивый đấy đúng chưa. À câu ba nào, Petersburg старый город, Petersburg старый город, trả lời sao? Нет. Он не очень старый, да? Он не очень старый. Нет. Он не очень старый. À, đúng chưa? Đấy. Câu 4 nào. Какая улица Петербурга главная? À, câu 4. Какая улица? À, главная. Какая улица главная? Có nghĩa là gì? Cái đường phố nào là đường phố chính?
Trả lời nào. Glavnaya ulitsa. Ulitsa. Nevsky Prospekt. À, glavnaya ulitsa Nevsky Prospekt. À đúng chưa? Câu 5 nào. Nevsky Prospekt длинный или короткий? À, câu 5 chúng ta nhìn thấy là câu hỏi nó có từ или. Nếu mà câu hỏi có từ или có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn một trong hai cái lựa chọn длинный или короткий. Đấy, người ta cho là длинный là gì? Là dài, короткий là ngắn. Đấy. Невский проспект длинный или короткий? Chúng ta trả lời sao? Он короткий. Hoặc là gì? Он длинный. Đấy. Do là chúng ta không biết là nó dài hay nó ngắn thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc là on the line hoặc là on carrot tùy đấy. Thế trong bài của chúng ta là gì nào? On the line đấy. À đúng nào. À câu 6 chúng ta nào? Câu 6. On uski или широкий? À chúng ta trả lời on широкий. À nó rất là dài và rất là rộng đấy. Câu 7 chúng ta nào? Какие проспекты улицы здесь есть? À câu 7 rất dài đấy. Đấy. Какие проспекты и улицы здесь есть? Chúng ta sẽ trả lời. Здесь есть. Ở đây có. Đấy. À đúng không? Новые проспекты и старые. Đấy. À и старые. Узкие. Узкие. Улицы. À đúng chưa? À, chúng ta trả lời câu 8 nào. Câu 8 của chúng ta nào. Так. Какие музеи Петербурга вы знаете? Trả lời luôn. Я знаю. Đấy. Я знаю что? Эрмитаж. Đấy. Русский музей. À, русский музей. Đấy. Я знаю Эрмитаж. Русский музей. À, sau đó là gì nữa nào? À, sau đó là gì nữa? Я знаю Эрмитаж, Русский музей и à, и à, Казанский собор. À, chúng ta có từ Казанский собор. Đấy, Казанский собор là gì? Đó là đó là nhà thờ. Đấy. Nhà thờ Казанский. Хорошо. Câu 9 của chúng ta. Петербург зеленый город. 9. Trả lời sao? Нет. Он не очень зеленый. Нет, он не очень зеленый. À đúng chưa? Sau нhét này chúng ta dứt khoát phải có dấu phẩy này. Đấy. Đó. Thế và cuối câu phải có dấu chấm này. À đó. Đấy chưa nào? Chúng ta phải tuân thủ theo cái nguyên tắc chính tả. 10. Какие известные сады и парки вы знаете? А, trả lời luôn. Я знаю. Да? Я знаю, gì nào? Летний сад и Марс в поле. Да? А, да. Я знаю. Летний сад и Марс в поле. Хорошо. А, thế câu 11 chúng ta nào? Câu 11 nào? À, câu 11 chúng ta hay hỏi. Какие туристы часто гуляют здесь? Chúng ta trả lời. Часто гуляют здесь. Часто гуляют здесь. Российские. Chúng ta phải nhớ cái tính từ đó. Российские и иностранные туристы. À, đúng chưa? Đấy. À, đó. Thế đến đây chúng ta thấy đó là gì? À, đó là cái cách mà người ta trả lời cho câu hỏi đấy. Đó, chúng ta sẽ lưu nó ra một chút. Đó. Vốt. Thế là đẹp rồi. Đúng nào. Đó. À. Úp. Xin lỗi. Tạc. Ôi. Đấy. Đó. À chúng ta sẽ dính xuống đây.
À, thế là chúng ta đã trả lời xong. Bây giờ thông thường các bạn làm xong, trả lời xong thì các bạn nghĩ rằng ồ, thế xong việc rồi, nghỉ thôi. Đấy. Xong việc chưa được nghỉ mà phải trả lời lại. Bởi vì sao? Cái việc mà khi mà hôm nay chúng ta làm ấy là chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta chưa luyện nói. Em hiểu chưa? À, bây giờ chúng ta mới luyện nói. À, luyện nói. Bởi vì việc chính của chúng ta là gì nào? Việc chính của chúng ta là phải luyện nói. À, chứ không phải là chúng ta làm bài tập như kiểu toán lý hóa. À, làm bài tập toán lý hóa xong là xong, cấp sách đi chơi. À, nhưng mà cái việc luyện mà đối với các bài tập của học ngoại ngữ thì chúng ta phải nói đi nói lại nhiều lần. Thế hôm nay bây giờ chúng làm xong rồi, bây giờ thầy giáo sẽ nói với em một lần thôi. Đấy. À, thế nhưng mà sau đó thì em phải tự rèn luyện lại nói vài lần nữa. À, để làm gì? Để tạo thành cái thói quen. Em hiểu chưa? Tạo thành cái thói quen, thói quen nói tiếng Nga. À đó, bây giờ em nói nhá, thầy giáo hỏi em nói nhá. Petersburg, Bolshoi Gorod. Đá, ôn bán sồi. Đấy. Đá, ôn bán sồi. À, ta, ôn bán sồi. À, câu thứ hai. Ôn cả xí. À, ôn cả xí. Câu hỏi là ôn cả xí. Trả lời sao? Cả xí là gì? Cả xí là đẹp. Đá, đá, ôn cả xí. Đấy. Đá, ôn cả xí. Хорошо. Câu ba nào? À, Petersburg. Старый Нет, город. он не очень старый. Нет, он не очень старый. Хорошо. À đó. Bây giờ em đã hiểu rồi. À, câu 4 nào. Какая улица главная? Какая улица главная? Главная Главная улица? улица Невский проспект. Невский проспект, да? Хорошо. А он длинный или короткий? Да? Он длинный, хорошо. А он широкий или узкий? Он широкий. Да? А так, хорошо. Какие проспекты и улицы есть здесь? Узкие улицы, хорошо. Какие музеи Петербурга вы знаете? Я знаю Эрмитаж, Русский музей и Казанский собор. Собор, да? Хорошо. Петербург – зеленый город. Зеленый. Он не очень зеленый, да? Хорошо. А какие известные сады и парки вы знаете? Летний сад и Марсовое поле. Хорошо. А, câu hỏi số 10 ở đây. À, chúng ta, tức là người ta không hỏi câu hỏi số 10, nhưng mà chúng ta có thể hỏi được đấy. À, đó, câu hỏi số 10 chúng ta đây. Так, какие туристы часто гуляют здесь. Какие туристы часто гуляют здесь? Đó, câu hỏi nó như vậy đấy. Nào, trả lời nào. Какие туристы часто гуляют здесь? Đó là câu 11 đấy. À, câu 11 chứ không phải câu 10 đấy. Часто гуляют здесь. Российские и иностранные туристы, đấy. À, thế vậy thì em thấy đó là gì? Đó là cái cách người ta giao tiếp, có phải không nào? Đấy. À, có phải không? À, thế bây giờ tương tự như bây giờ em mà đưa một bạn của mình đi chơi thăm thành phố Petersburg thì bạn sẽ hỏi em, à, Petersburg bằng suối gột. Em trả luôn, đó, ôn bán suối. Он красивый? Да, он красивый. À, đúng là đấy. А он старый? Нет, он не очень старый. Đúng không? À, đó thì đó chính là những cái mẫu câu giao tiếp thông thường. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta học để giao tiếp. Thế vậy thì đây là những cái mẫu câu giao tiếp cho chúng ta học thuộc nó đi. À, đúng không nào? À, học thuộc là gì? Không phải là học thuộc để ngày mai ra ngã đường người ta hỏi như vậy, mà là gì? Để chúng ta nói đi nói lại cái mẫu câu đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ hỏi về cái thành phố khác. À, không hỏi thành phố nữa, chúng ta sẽ hỏi về cái đồ vật khác. Đấy.
À, có phải không? À đấy. À thế bây giờ tương tự như vậy. Thế bây giờ hôm nay là bạn đi mua một ngôi nhà, đúng không? Nên hỏi bạn, ôn bàn suối thì cũng tương tự như vậy. À, ôn bàn suối, nhẹt ôn như bàn suối. Ôn cái xíu với đá, ôn cái xíu. Ôn starry nhẹt, ôn như starry. À đúng không? Vậy thì lúc đó chúng ta không phải áp dụng cho thành phố nữa, mà chúng ta áp dụng cho cái ngôi nhà mà chúng ta chuẩn bị mua. Có phải không? Đó. Nhưng đó là gì? Đó là dùng được. Thế bây giờ chúng ta đi mua một cái xe ô tô này. Đấy. À các bạn hỏi gì? À Anna, какая она? Она большая. Она красивая? Да, она красивая. Она старая? Нет, она новая. Đúng chưa? À đó. Она длинная? Нет, она не длинная. Она широкая? Да, она широкая. À đúng không? Vậy thì cái cách mà người ta đưa ra một cái bài đọc cho các em và người ta rèn luyện đó là để tạo cho các em một cái thói quen để em nói tiếng Nga. Thì sau đó là gì? À, em có cái em lại bảo là thầy ơi, em học chỉ để bán hàng thôi mà thầy lại cứ dạy Petersburg với lại Moscow chán quá thôi. Đấy. À thế cái em không hiểu. Cái Petersburg hay là Moscow chẳng qua nó chỉ là cái đề tài để các em luyện nói thôi. À quen rồi thì các em không nói Petersburg, không nói Moscow nữa, các em sẽ nói là cái quần cái áo. À Rubashka, à đúng không? À thế rồi thì short tươi, Brioki, à rồi là magazine. Là hôm nay chúng ta sẽ đi mua cửa hàng, mình phải hỏi người bán hàng xem là cửa hàng như thế nào. À Kakoi vas magazine, cái cửa hàng của anh nó to hay nó bé? On bàn suối đi on mà liên ký, à đúng không? Thì vậy thì tương tự đây là những cái mẫu câu như vậy, có phải không nào? Đấy, à, đó. Thế vậy thì muốn nói được cái cửa hàng nó như thế nào, muốn nói được cái áo nó mới hay nó cũ thì chúng ta phải rèn luyện đây như ta nói, nó quen mồm đi. Thì đến khi sau đó chúng ta nói được thôi. À có phải không? Đây này. Đấy, bây giờ người ta sẽ gì nào, từ một cái thành phố Petersburg là một cái xa vời đúng không, nó không sát thực tế. À, người ta cho các em đi rèn luyện nói những câu câu thực tế đây. Đấy. À ê tôi bán suối đồm nhẹ thế tôi mà liên ký. Đấy. À ê tôi nói với machine này nhẹ ê tôi mà liên cái machine này. Đấy. Ê tôi đi lên pismo nhẹ ê tôi cái rột cái pismo đấy. À như vậy là gì, em phải rèn luyện để em nhớ cái tính từ đó đấy. À đúng không? À muốn nói tiếng Nga phải nhớ từ, muốn đi chợ phải có tiền, phải không? À, đúng không nào? Muốn đi chợ có tiền, tiền thì như là từ của em ấy, từ vựng của em nó là gì, nó là tiền để đi chợ mua hàng, từ thì nó là cái vốn để nói, thế chúng ta phải nói chứ, phải có vốn chứ thì mới nói được đấy. Đó, thế người ta hỏi eta shiro, đây là cái quần này nó có rộng không? Etusuro. À bây giờ người bán hàng hỏi em cái quần bò này của bạn nó có rộng không? Etusuro kìa. Nhẹ thế tôi uống kìa. Etusuro kìa. Đấy. Etusuro bị gọi. Etusuro bị gọi. No. Nhẹ. Это некрасивый. Некрасивый город, да? А, это интересная книга. Интересная? Интересная? Нет, не интересная книга. Chúng ta nhìn thấy tất cả các câu trả lời đây đều trả lời ngược lại. Đấy. Интересная? Нет, не интересная. Это большой дом? Нет, это маленький дом. Это маленький дом. Đấy. Это не большой дом, это маленький. Đúng không? À, thế vậy thì đó là cái cách nói tính chất. À, vừa rồi chúng ta trong có 20 phút vừa rồi chúng ta đã học cách nói tính chất trong tiếng Nga. À, cách nói nhất trong tiếng Nga đó là một trong những vấn đề rất cơ bản của việc học tiếng Nga của chúng ta đấy. À đó, à, dần dần em thấy là thì cứ dần dần cho em làm quen với những cái hiện tượng ngữ pháp, hiện tượng từ vựng, những cái hiện tượng ngữ âm ở trong tiếng Nga đúng không nào? À đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nào. À đấy, xem tiếp. À, song song với việc đó chúng ta học các mẫu câu giao tiếp này. Đây là mẫu câu giao tiếp của chúng ta đấy. À, mẫu câu giao tiếp của chúng ta là gì nào? Ở đây câu giao tiếp là gì? Извините, я хочу спросить. Đúng không? À có bây giờ có một anh chàng anh ngồi trong trong quán cà phê đấy. À cô gái lân la đến để làm quen. À cô gái lân la hỏi: "Извините, я хочу спросить. Это малый театр?" À, малый театр là cái gì vậy? Đấy. À thế bây giờ các em bảo: "Ôi thầy ơi, em có đi làm quen với ông nào trong quán cà phê bao giờ?" À không phải. À đúng không? À đây chẳng qua chỉ là một cái mẫu câu nói thôi. Thế bây giờ không phải là em đi làm quen với ông ngồi trong cà phê, mà là em sẽ đi để nộp giấy tờ. Ví dụ vậy.
em gặp một cái người mà em cần phải chào hỏi người ta để em nộp giấy tờ, em sẽ nói izvinichi khachu, xin lỗi tôi muốn hỏi một chút, à tôi muốn nộp cái giấy này, nộp cái giấy kia, đúng không nào? Đấy đó, thế bị đây là cái mẫu câu cho em. Chẳng qua là người ta lấy cái phương án là cái ông ngồi trong quán cà phê để cho nó vui thôi. Thế vậy thì trước hết chúng ta sẽ xem malichatra là cái gì. Tôi hỏi ông này là malichatra, như đàn ông Việt Nam mình thì nói sao? Cô không biết chữ à? Có chữ ấy đọc còn không biết à? Đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà anh chàng kia thì anh lại nói rất lịch sự. Anh nói rất lịch sự sao nào? Anh nói là gì nào? Ksajalenyu. Ksajalenyu. Đó là cờ này. Xa ra lé nhiều, xa ra lé nhiều là gì? Rất tiếc rằng, yeah, như thế nào? Rất tiếc rằng là tôi không biết đấy, rất tiếc rằng là tôi không biết, có phải không nào? Đấy đó, ya kto, ya inastranet, tôi là người nước ngoài, tôi là người nước ngoài đấy. Cái anh chàng này là người nước ngoài nhưng mà mình là cô gái chẳng hạn, người ta đến người ta hỏi mình bảo xa ra lé nhiều, như thế nào? Yeah. Và tôi là người nước ngoài thì là con gái nói sao nào? Dạ, inastranka. Đấy, nếu mà là người phụ nữ thì là inastranka. Dạ, inastranka. Đấy, tôi là phụ, một cô gái người nước ngoài. Đấy, đúng không? Tạc, có phải không? Đó, em nói nào. Inastranet. Inastranet, trọng âm rồi đấy. Đấy, và cô gái người nước ngoài nào, Inastranka. Inastranka đó là một cô gái người nước ngoài đấy. Bây giờ nói em là người nước ngoài, tôi là người nước ngoài. Rất tiếc rằng, ksajalenyu. Đà, đây không nói cờ mà người ta nói ksajalenyu. Đúng rồi, xa ra lý nhiều đấy, rất tiếc rằng đấy, đó rất tiếc rằng, ta xa ra lý nhiều, giá như nói nhiều, giờ như nói nhiều, rất tiếc rằng tôi không biết đấy, giá inastranet, tôi là người nước ngoài, tôi là người nước ngoài cho nên tôi không biết đấy, có phải không? Tác vụt. Thế bây giờ anh chàng ấy mới nhận thấy rằng là gì, là cô này là cô này là người địa phương, làm gì mà cô không biết cái nhà hát lớn đến nhà hát nhỏ, đúng không? Có lẽ là cô muốn uống cà phê với mình đây. Thế là anh ấy gợi ý, anh ấy bảo vì khai chi chiếc cà phê, vì khai chi chiếc cà phê, cô có muốn uống cà phê không? Cô trả lời rất nhanh, spasibo, có tôi sẽ rất vui lòng đấy, tôi rất vui lòng. Vậy thì chúng ta nghe cái câu đó, chúng ta học được ở đây cái câu gì? Sợ udavon stream đấy. Đọc là gì nào? Su da vốn stream, suda vốn stream, suda vốn stream đấy. Đó, thì bây giờ em sẽ hỏi, bây giờ em sẽ là cô gái nên em hỏi thầy nào đấy. Đó, izvinich spasit teatr, k sожалению я не знаю, я иностранец. Вы хотите кофе? Đấy thì giáo phải hỏi em đó, đàn ông mời ai, đàn bà mời, đúng không nào? Đấy. Spasibo. Sudavon stream. Sudavon stream. Sudavon stream. Đấy. Ở đây chúng ta có cái động từ gì nào? Spasit. Spasit. Đấy. Spasit là hỏi. Đấy. Em nói nào. Spasit. Spasit là hỏi. Đấy. Spasit. Izvinite, я хочу спросить. Xin lỗi, tôi muốn hỏi. Я хочу спросить. Спросить, да. Извините, я хочу спросить. Да? Ниче, я хочу спросить. Спросить. Это малый театр. Thế như vậy cái câu mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Đấy, để chúng ta có thể nói được thường xuyên đó là gì nào? Извините, хочу спросить. Я хочу спросить. Đấy. Да, извините, хочу спросить. Đấy. Spreadsheet, đúng rồi đấy. Thế đây là gì nào? Muốn hỏi cái gì thì nó có những câu hỏi mẫu như này. Извините, хочу спросить, как вас зовут? Как вас зовут? Đấy. Можно с вами познакомиться? Chúng ta có động từ познакомиться. Em nói познакомиться.
познакомиться. Можно с вами познакомиться? Да? А, можно с вами познакомиться? А, Татьяна, вы хотите кофе? Вы хотите кофе? Да? А, извините, хочу спросить, вас зовут Таня? Xin lỗi, cô tên là Tanya, có đúng không? Извините, я хочу спросить, вас зовут Таня? Да? Вас зовут Таня? А, да? А, hoặc là gì nào? Извините, хочу спросить, вы русская? Вы русская? Да? А, đúng không? А, cô là người Nga, phải không? Да? Có phải không? Да? А, hoặc là gì? Người ta đến, người ta hỏi em. Извините, хочу спросить, вы иностранка? Вы иностранка? Cô có phải là người nước ngoài không? Да? À, đó. À, thế vậy thì bây giờ em sẽ nói nè. Em sẽ nói những câu này nè. Извините, я хочу спросить, как вас зовут? Nào, nói nè. Извините, я хочу спросить, как вас зовут? Да. Tiếp theo nè. Извините, я хочу спросить, можно с вами познакомиться? Извините, я хочу спросить, познакомиться. Okay, câu можно с вами познакомиться là một câu đấy. Можно с вами познакомиться là một. Thế này em có cái dấu hỏi chấm cuối này, câu này có hỏi chấm đâu? Đấy. À đó, đúng không nào? Так вот. Хорошо. Да, да, да. À да. Thế tiếp theo nào. À, извините, спросите, вы хотите кофе? Да, вы хотите кофе? Да. Да. Извините, я хочу спросить, вы русская? Вы русская? Да? Вы русская. А, вы русская? Извините, я хочу спросить, вы русская? А, да? А, cô là người Nga đấy à? Да? А, так, хорошо. А, так, như vậy là đó là cái à, à, mẫu câu của chúng ta mà chúng ta cần học thuộc đấy. À, đó, em nhớ nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nào. Xem tiếp phần bài của chúng ta. À, chúng ta sẽ có mẫu câu với lại хочу могу должен. А nó là cái gì vậy? Хочу могу должен là cái gì vậy? Đấy. À хочу могу должен. Đấy. Chứ хочу là từ động từ хотеть. Động từ хотеть đấy. À так. Thì chúng ta sẽ xem nào. Хотеть là động từ, có nghĩa là gì nào? Muốn đúng không nào? Đấy. Em chia động từ nào. Я хочу. Я хочу. Ты. Ты хочешь. Ты хочешь он. Он хочет. Мы. Мы хотим. Вы хотите. Они. Они хотят. Да? Они хотят. Хорошо. Đó là động từ хотят. Да? À, bây giờ chúng ta có động từ thứ hai, động từ мочь. Động từ мочь này chưa bao giờ nhìn thấy. Đấy. À, đó. Động từ хотят thì nhìn thấy nhiều rồi. Nhưng mà động từ мочь chưa bao giờ nhìн thấy. Мочь. À, chúng ta nhìn thấy là gì? À, các động từ thông thường nó có đuôi T và dấu mềm. Có đúng không? Đấy. T này. Xong dấu mềm này. Đấy. Nhưng mà động từ мочь này là cái đuôi gì? Đấy, chờ và dấu mềm cơ. Đấy. Ch, ch, ch. À đấy. À đọc là мочь, мочь, мочь. Мочь có nghĩa là có thể. À em hiểu chưa? Có thể. À thế bây giờ chúng ta sẽ nói có thể thì chia như thế nào nào? Я могу. Ты. Ты можешь. Ты можешь. Он. Он может. А мы. Мы можем. А вы. Вы можете. Они. Они могут, đấy. À, они могут. À đúng không? Đấy. À đó, thế thì đó là động từ мочь. Động từ мочь có nghĩa là có thể. À thế bây giờ à, sau hai động từ này. Sau hai động từ này thì chúng ta nhìn thấy là nó cộng với một cái gì đây? Cộng với động từ ắt được khạch. Thế có nghĩa là gì? Cộng với động từ ắt được khạch nghĩa là gì? Có nghĩa là dùng một cái động từ nguyên thể nào đó, em hiểu chưa? À đó, có nghĩa là đằng sau cái động từ khai chết, nếu mà chúng ta đã chia rồi thì chúng ta sẽ không cần phải chia động từ thứ hai nữa đấy. À, chúng ta sẽ để nguyên. À, ví dụ bây giờ chúng ta nói là à, tôi muốn nghỉ ngơi, em nói là я хочу, я хочу отдыхать đấy. À, bây giờ em nói là à, tôi muốn à, làm việc. À, tôi muốn làm việc. Đấy. Я хочу. Là работать. À, làm việc là работать. Chúng ta nói tôi muốn làm việc. À, đúng không? Đấy. À, đó có gì đâu mà khó. À, tạc. À, tiếp theo nào. À, tôi muốn học tiếng Nga.
Khai chú chị Ruski dịch đấy. À, tôi muốn học môn tiếng Nga. À đấy. À, bây giờ nói là tôi muốn sống ở Moscow. Я хочу жить в À đó, em là ia khai chú rư vột rồi. Đấy. Rư vột là dạng chia Москве. rồi. Là đúng không? À, ia khai chú rứt. Đấy, nó đúng nè. Chúng ta sẽ nói ia khai chú rứt. Đấy. Ia khai chú rứt v Moscow. Đúng chưa? À đó, thì vậy thì đến đấy thì em thấy đó là gì nào? À, đó là chúng ta có thể là chúng ta sẽ không cần phải chia động từ đấy, không cần phải chia động từ ra nữa. Tác vụ khởi. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một cái khái niệm nữa. Vừa rồi chúng ta xem đó là động từ khai triển, chúng ta biết sử dụng rồi. Động từ khai triển của chúng ta nếu như chúng ta chia ra thì đằng sau đó chúng ta sẽ để một cái động từ nguyên thể nào đó đấy. À, ví dụ như là Я хочу говорить по-русски хорошо, có phải vậy không? Đấy. Đó. Đấy, bây giờ nói tôi muốn làm việc hàng ngày nào. Tôi muốn làm việc hàng ngày. Đấy. À, đấy, 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 đấy. À, các bạn mà ở ngoài, bạn nào muốn làm việc hàng ngày đấy. Để làm gì? Để là có thật nhiều tiền, đúng không nào? Đấy. À, đúng không? Я хочу работать каждый день. À, đó, я хочу работать каждый день. À, хорошо. À, tôi muốn đi dạo chơi ở trong công viên. Я хочу гулять. À đấy, в парке. Đấy. Парке. Я хочу гулять в парке, đấy. Đó. À thế bây giờ nói tôi muốn làm quen với một người Nga. Я хочу познакомиться с русским. С русским, đấy. Tôi muốn làm quen với một người Nga. À, Ruskim là một người Nga, đấy. Sruskimi là làm quen với những người Nga, đấy. À, chúng ta sẽ nói Я хочу познакомиться с русскими, để cho nó có số nhiều, đấy. Tức là làm quen với nhiều người Nga. Em chưa nào, đấy. À, đó. Lúc đó chúng ta sẽ nói như vậy, đấy. À, хорошо. Đó. Хорошо. À, так, bây giờ chúng ta sẽ xem một khái niệm nữa nào. Chúng ta có từ должен. Должен là cái gì vậy? Đấy. Должен. Должен. Đấy. À đó. Vậy должен là cái gì? À, должен có nghĩa là cần phải. Đấy. À, ví dụ, anh ấy cần phải. Он должен. Он должен. Cô ấy cần phải. Она должна. Она должна. Đấy. Và họ cần phải. Họ cần phải nào. Они должны. Они должны. Đấy. À đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là nó có cái trọng âm. À, đấy. Trọng âm chúng ta sẽ cố gắng đánh cái trọng âm của nó nè. Trọng âm là đánh nó. À, đánh cái trọng âm nó vào đâu nào. Đấy. À, đó. Chúng ta sẽ có trọng âm. Attack. Attack. Хорошо. À, bây giờ chúng ta viết chữ A đánh trọng âm. Đấy. Đó. Nếu mà viết chữ A với trọng âm thì chúng ta lấy cái trọng âm này để vào bên dưới nhá. Chúng ta sẽ để ôn đồn gen, chúng ta sẽ có từ ôn đồn gen, đồn gen trọng âm rơi vào đây đấy. Đó, sau đó gì? Anadajna, anidajnui, thấy chưa? Đấy. À đó, ôn đồn gen, anadajna, anidajnui, đấy. Đó, bất tạc quật. À, để nhớ như thế thì chúng ta đọc cái trọng âm thì cho nó đúng. À, ô đứng dưới trọng âm đọc là ô, đúng không nào? Ô, chữ ô này đứng trước trọng âm bị đọc là a, trên đọc là anadajna. À, ani dajni. Đấy. Anadajna, ani dajni. À, đấy. Thế bây giờ nói tôi cần phải học thật tốt, tôi cần phải học tập thật tốt. Nói thế nào? Ya donjen. Bởi vì cần phải cơ mà. Đấy. Tôi cần phải. Я должен, đúng không nào? Đấy. Я должен учиться. Учиться là học tập. Я должен учиться. Хорошо. Đấy. Я должен учиться. Хорошо. À, đúng không? Đấy. À, đó. Thế là tiếp theo nào. Tôi là bạn gái. Bây giờ tôi nói, tôi cần phải nói bằng tiếng Nga thật tốt. Em nói nào. Я должна говорить по-русски хорошо. Đấy.
À, thế bây giờ tôi cần phải làm việc thật tốt nào. Ya dažna работать хорошо. Đấy. À đó. Thế bây giờ chúng ta đã học những cái mẫu câu này rồi. Đấy. Học một câu này xong rồi. À thế như vậy làm gì? Bây giờ để nói được những cái này chúng ta phải nói rất nhiều lần. Ngồi nghĩ ra mà nói. À bây giờ nghĩ ra cái gì nào? Tôi muốn đi về Hà Nội. Ya khai chú pa ye khách vừa Hà Nội. Tôi muốn đi sang nước Nga. Ya khai chú pa ye khách vừa xíu. Đấy. Pa ye khách vừa xíu. À đúng chưa? Tôi muốn làm việc ở Nga. Ya khai chú ra bố tất vừa ra xí. Ya khai chú ra bố tất vừa ra xí. Đấy. À đó. Thế bây giờ nói. Tôi có thể giúp đỡ bạn. Yamagu pa mochvam. Yamagu là có thể. Yamagu pa mochvam. Tôi có thể nói được tiếng Nga. Yamagu gavarit paruski. À đúng chưa? Tôi cần phải nói tiếng Nga. Yadazhna gavarit paruski. Đó, thế vậy thì đấy là những cái mẫu câu có sẵn rồi, cứ thế mà nói thôi. Luyện nhiều vào thì nó mới quen được, em hiểu chưa? Đấy. Tác vột. À thế bây giờ chúng ta sẽ có cái mẫu câu nào. À trước hết có mẫu câu chúng ta phải lấy cái động từ khai chết này sang nhá. Chúng ta sẽ lấy cái động từ khai chết này. Đó, chúng ta lấy nó lên này. Và để nó sang bên kia chúng ta khỏi để chúng ta khỏi phải chia thôi. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Tác vột sẽ lấy cái chữ này lên nhé. Để làm gì? Giúp cho em để cho nó thuận lợi khi mà đó đây dạng chia của nó đây đấy xin lỗi vột đây đó thì nó để đây đó bây giờ chia thôi nào câu thứ nhất nào Друзья, что вы хотите? Đấy, что вы хотите купить? Đấy, đấy. À đó. Trả lời nào. Мы хотим купить сувениры. Хорошо. Мы хотим купить сувениры. À, tiếp theo nào. Souvenir đó là gọi là đồ lưu niệm đấy. À, đúng không? À, là đồ lưu niệm. Đấy, đúng chưa? Так. Я хочу, мы хотим купить сувениры. Хорошо. Tiếp theo nào. Да, ты хочешь смотреть телевизор? А trả лời sao? Нет, не хочу. Я хочу gì nào? Я хочу читать. Иван Петрович, Но. А вы хотите есть? Иван Петрович, хотите есть? Человек сам. Нет, спасибо, не хочу. Нет, спасибо, не хочу. Что вы Да. хотите делать сейчас? Да. Мы хотим гулять. Мы хотим гулять. Мы хотим гулять. Да? Мы хотим гулять хорошо. Но. À, đó là cái bài làm của chúng ta đấy. À, để sẵn đây rồi, chỉ việc đọc thôi. À, thế cái việc để sẵn đây rồi thế đọc, chúng ta đọc một lần, đọc hai lần, đọc nhiều lần đi cho nó quen đi. Đấy. À, để làm gì? Khi chúng ta cần cái chúng ta nói được ngay. Đấy. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có thể nói thử nào. À, nói thử nào. À, anh chồng của cậu muốn cái gì? Nói thế nào? Anh chồng của cậu muốn cái gì? Nó anh chồng nghĩa là chồng đúng không nào? Anh chồng nghĩa là chồng nhưng sao nữa đấy cái chồng của cậu muốn cái gì à muốn hỏi như thế gì sto phải là sao sto phải đứng đầu đầu tiên đấy sto khổ chết đấy à sto khổ chết làm gì có cupid sto khổ chết à tôi muốn đấy anh chồng của cậu muốn cái gì đấy à đúng không à tôi khổ chứ tôi muốn đấy à thì trả lời nào chồng tôi muốn mua cái ô tô mối muốn khổ chết cú pít mà sơn nụ à đúng không phải làm mà sơn nụ bởi vì sao nó đứng sau động từ cú pít thì a thành u đấy cách bốn mà đấy có phải không à mỗi một câu chết cupid machine nó đấy à thế bây giờ hỏi Asto à thế thì con trai cậu muốn cái gì sto khổ chết tôi vui sơn sto khổ chết tôi vui sơn à trả lời nào nó con trai tớ muốn gì nào à con trai tớ muốn ăn kem mỗi sơn khổ chết
Ano, мой сын хочет мороженое. Он хочет мороженое, да? Мой сын хочет мороженое, да? Да. Thế con gái cậu muốn cái gì? Con gái cậu muốn cái gì? Что хочет твоя дочка? Что хочет твоя дочка? Trả lời sao nào? Моя дочка хочет куклу. Куклу. Nó muốn một con búp bê. Кукла là một con búp bê. Đấy. Она хочет куклу. Моя дочка хочет куклу. À đúng chưa? Đấy. Đó, chúng ta có thể nói như vậy đấy. Phải không? À thế em hỏi lại nào. Mình hỏi bạn lại bạn nào. Tôi khổ chết với mũ. Trong em muốn cái gì? À thế chỉ có điều đừng nói môi mũ rờ. Đấy. À nếu mà nói môi mũ rờ mà đi ở Nga bảo nói môi mũ rờ người ta biết ngay mình là người nước ngoài rồi. Đấy. À phải nói là gì? Môi mũ rờ này đọc là sờ sờ sờ. Môi mũ. Đấy. À cái chữ sờ nó giống cái chữ sờ nó giống cái chữ sờ masunu này này đấy cái chữ sờ này này đấy môi mush tại sao lại như thế thầy giáo đã dạy rồi nếu chữ giờ này đứng cuối từ thì bị đọc thành chữ sờ đấy môi mush khổ chết cupid masunu đấy đấy môi mush khổ chết cupid masunu nếu em nói môi mush thì không ai biết em là người nước ngoài cả đấy đúng không có phải vậy không đấy Хорошо. А что хочет твой сын? Хочет мороженое. Мороженое, да? Хорошо. А что хочет твоя дочка? Моя дочка хочет куклу. Хочет куклу. Куклу. Куклу, да? А моя дочка хочет куклу. Хорошо. Ну все. А, thế như vậy, bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài tới nha. Chịu khó học để cho nó hết số lượng bài nha trước khi đi sang Nga nhé. Спасибо, до свидания. До свидания. Да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.